Ông Hoàng Mạnh Ngọc, họ và tên thường dùng Hoàng Mạnh Ngọc, họ và tên khai sinh Hoàng Mạnh Ngọc, ngày tháng năm sinh ngày 26 tháng 9 năm 1970, giới tính nam, quốc tịch chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. Nơi đăng ký khai sinh, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Quê quán xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Nơi đăng ký thường trú thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Nơi ở hiện nay, thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Số chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, căn cước công dân 012 năm Ngày cấp ngày 18 tháng 6 năm 2012 Cơ quan cấp, công an thành phố Hà Nội Dân tộc, kinh, tôn giáo, không Trình độ, giáo dục phổ thông 12 trên 12 phổ thông Chuyên môn nghiệp vụ, cao đẳng, chuyên ngành cơ khí, học vị không, ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B, nghề nghiệp hiện nay kinh doanh, chức vụ trong cơ quan tổ chức đơn vị đang công tác giám đốc, nơi công tác công ty cổ phần giống gia cầm ngọc mừng xã Liên Hà, ngày vào đảng không, tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác không, tình trạng sức khỏe tốt, các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng không, các hình thức kỷ luật xử lý vi phạm đã bị áp dụng không bị kỷ luật, không có án tích. Là đại biểu Quốc hội, không, là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Tóm tắt quá trình công tác. Từ tháng 8 năm 1992 đến tháng 3 năm 1994, giáo viên dạy nghề tại trường Cao đẳng Công trình đô thị. Từ tháng 4 năm 1994 đến tháng 10 năm 1996, đi xuất khẩu lao động tại Cộng hòa Libya. Từ tháng 11 năm 1996 đến tháng 6 năm 2004, kinh doanh tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh. Từ tháng 7 năm 2004 đến tháng 6 năm 2005, kinh doanh tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh. Học trung cấp chăn nuôi thú y tại trường trung cấp nông nghiệp Hà Nội. Từ tháng 7 năm 2005 đến nay, giám đốc công ty cổ phần giống gia cầm Ngọc Mừng, thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh.